Trong thời gian diễn ra sự kiện từ 19 tháng 5 tới 22 tháng 5, chỉ cần đăng nhập vào Mini World và vào chơi 3 bản đồ là bạn đã có thể nhận và trải nghiệm các skin cực đẹp và sporty bên dưới rồi đấy. Không chỉ vậy, các bạn còn được nhận thêm là skin phối rất cool ngầu nữa nha. Chi tiết các phần quà và thể lệ có thể xem tại mục quà tặng trong game các bạn nhé. Cùng vào game quẩy ngay thế nào. Ấy ấy, chưa hết video đâu. Còn có một sự kiện sẽ diễn ra duy nhất trong ngày hôm nay 19 tháng 5 ở trên fanpage Facebook chính thức của Mini World. Đó là sự kiện dự đoán tỷ số bóng đá. Phần thưởng sẽ có gift code skin Claire 7 ngày và 100 đậu mini. Ngoài ra còn có thú bông khủng long dành cho 5 người chơi may mắn. Đặc biệt, phần thưởng thú bông khủng long sẽ được tăng lên thành 15 nếu như tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Các bạn tham gia sự kiện dự đoán tỷ số bằng các bước như sau. Bước 1, thả cảm xúc và chia sẻ bài viết sự kiện trên fanpage ở chế độ công khai. Bước 2, comment dự đoán tỷ số kèm ID nhân vật của bạn để tham gia nhận quà may mắn. Thời gian tham gia hợp lệ là từ 11:30 đến 19:30 ngày 19 tháng 5. Lưu ý nha, chỉ những tài khoản thực hiện đầy đủ các bước mới có thể nhận quà. Mỗi tài khoản chỉ được nhận phần thưởng một lần duy nhất. Mọi bình luận chỉnh sửa kết quả đều sẽ không được tính. Chúc các bạn may mắn nha!